khán giả đang đến với Chuyện Showbiz trên kênh YouTube của Sài Gòn TV Entertainment. Thu Thảo rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giải trí ngày thứ năm hôm nay. Ngay bây giờ, Thu Thảo xin điểm qua một vài thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất về các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Độ tin Miss World 2022 do Việt Nam tổ chức. Netizen xôn xao trước bản tường trình của Hồng Đăng với lãnh đạo nhà hát kịch Hà Nội. Minh Béo phát ngôn đầy thách thức về ồn ào đóng vai Đức Phật. Đoàn Văn Hậu và Hiếu Thứ Hai giống nhau như hai giọt nước dù không ruột thịt. Ngôi sao xứ Đài nhảy lầu tự tử vì nợ nần. Rộ tin vợ chồng Beckham nguy cơ ngồi tù vì cho Harper Seven lái mô tô nước. Quý vị khán giả thân mến, sau ồn ào nhận tiền quyên góp cứu trợ bà con miền Trung gặp lũ lụt hơn 177 tỷ đồng, vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh vẫn tiếp tục làm từ thiện. Mới đây, hai người đã tự bỏ tiền túi để phát 300 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi vì ăn mặc giản dị, không ngại bươn bê nặng nhọc, tận tay trao từng phần quà đến bà con. Được biết, Thủy Tiên và Công Vinh vừa xuất hiện trong buổi từ thiện tại một ngôi chùa, nữ ca sĩ vui vẻ viết trên trang cá nhân. Hôm nay mình có đến 300 nụ cười hạnh phúc của bà con, chúc mọi người cùng ngủ ngon giấc nhé. Theo loạt hình ảnh đính kèm, Thủy Tiên và ông xã diện áo trắng cùng chung tay phát những phần quà bao gồm gạo, dầu ăn, mì gói và kèm thêm phong bì tiền để gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn, người lang thang thất nghiệp. Hai vợ chồng cô nhiệt tình trao từng phần quà cho từng người đến nhận. Với những người lớn tuổi, nữ ca sĩ rất lễ phép chào hai tay và ân cần hỏi thăm sức khỏe một cách thân thiện. Tất cả chi phí của buổi phát quà đều là tiền túi của hai vợ chồng nữ ca sĩ. Điều này đúng với tuyên bố của cặp đôi từ sau scandal là không bao giờ kêu gọi có bao nhiêu làm bấy nhiêu theo thiện tâm của mình. Hiện thì hành động thiện nguyện của vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đã ghi điểm với cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội vừa bất ngờ xuất hiện thông tin Miss World 2022 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Được biết thông tin này bắt nguồn từ trang Miss World Peru đăng tải. Chính vì thế các fan Việt Nam đã lấy thông tin từ đây và chia sẻ rầm rộ lên các diễn đàn sắc đẹp. Nếu thông tin này là thật thì ai nấy cũng rất vui mừng vì sẽ là một lợi thế cho Hoa hậu Mai Phương của chúng ta. Ngay khi lan truyền thì nhiều người đã bày tỏ sự phấn khích trước thông tin Miss World 2022 sẽ đăng cai tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng có một số khán giả khác lại tỏ ra không tin tưởng lắm vì đây chỉ mới là thông tin do Miss World Peru đăng tải. Còn về phía đại diện của Miss World 2022 và Miss World Việt Nam vẫn chưa có thông báo nào. Hiện tại, đại diện Việt Nam sắp tới sẽ đến với đấu trường nhan sắc Miss World 2022 đã được lựa chọn. Đó chính là Huỳnh Nguyễn Mai Phương, cô gái tài sắc vẹn toàn vừa chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 vài ngày qua. Với trình độ học vấn cùng vẻ ngoài xinh xắn của Mai Phương thì nhiều khán giả đang rất hy vọng cô sẽ đạt được thành tích cao. Và nếu thông tin trên là thật thì Mai Phương lại càng có lợi thế hơn. Cô không cần phải vất vả di chuyển và trái múi giờ khó nghỉ ngơi. Thời gian gần đây, người mẫu Quang Đại chính thức bước vào cuộc thử nghiệm đầy nghiêm túc với hội họa thông qua triển lãm cá nhân mang tên How Are You These Days. Đến nay, vượt ra ngoài phạm vi tại đất nước ta, anh chàng tiếp tục mang lời hỏi thăm của mình đến với xứ sở Chùa Vàng Thái Lan, cúp mặt trong không gian nghệ thuật của văn hóa bảo tàng Moca nước bạn, khiến cho netizen vô cùng ngỡ ngàng. Chia sẻ về ý nghĩa xoay quanh việc đặt tên triển lãm How Are You These Days, Quang Đại nói rằng tôi muốn mang đến một buổi tâm tình trò chuyện và thăm hỏi khán giả bằng tranh vẽ. Các bức tranh của Quang Đại phần lớn ghi lại hành trình trưởng thành của chính tác giả và một vài người bạn thân xung quanh. Đỏ và xanh là hai gam màu chủ đạo trong tranh vẽ của Quang Đại với ý nghĩa rất đặc biệt. Xanh trong hy vọng vẫn có sự cô đơn, đỏ trong nhiệt huyết vẫn nhuốm màu chết chóc. Thông qua những ứng dụng nghệ thuật đó, Quang Đại muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng cuộc sống của chúng ta luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực. Tối sáng, ghét yêu, buồn vui. Cách chúng ta đón nhận điều đó như thế nào mới thực sự quan trọng. Và chính thái độ ấy sẽ quyết định số phận của mỗi người. Để những bức tranh của How Are You These Days có thể đến với Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại của Bangkok, Thái Lan là cả một hành trình làm việc đầy nỗ lực của Quang Đại trong suốt 2 năm qua. Về phía Moca Bangkok, đại diện của bảo tàng nói rằng những bức tranh của Quang Đại thực sự mang đến sự kết nối và thật tuyệt vời khi chúng được xuất hiện tại thời điểm này, ngay sau đại dịch, khi chúng ta đang khao khát sự hàn gắn và chữa lành. Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022 tại Moca Bangkok, Lầu Năm Temporary Exhibition Room 4499 Cam Phan Phesaw Road, Lady Out, Chatuchak, Bangkok 10900 Thái Lan.
Theo thông tin mới nhất, diễn viên Hồng Đăng đã có mặt tại Nhà hát kịch Hà Nội để giải trình lý do anh đi nước ngoài khi chưa được sự cho phép của ban lãnh đạo, cùng ồn ào tại Tây Ban Nha. Thời gian qua, tuy nhiên trước nội dung tường trình của nam diễn viên với cơ quan của mình, cư dân mạng lại tỏ ra mỉa mai và chế giễu. Theo ban lãnh đạo Nhà hát kịch Hà Nội cho hay, Hồng Đăng chia sẻ lý do đi nước ngoài là để thăm người thân kết hợp với du lịch ngắn ngày cùng với gia đình. Tuy nhiên, do gặp phải sự cố bất khả kháng vào ngày 24 tháng 6 tại Tây Ban Nha, nên nam diễn viên không thể về nước đúng như dự kiến. Nhận thức được thiếu sót đã có, Hồng Đăng gửi lời xin lỗi đến ban giám đốc nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Số đông khán giả đều tỏ rõ thái độ mỉa mai chế giễu trước nội dung bản tường trình của Hồng Đăng. Bởi lẽ bản thân anh đã có nhiều năm làm việc tại nhà hát kịch nên việc không nắm rõ quy định xin nghỉ phép là điều bất hợp lý, thiếu thuyết phục. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn mong muốn Hồng Đăng sẽ chính thức lên tiếng nói rõ về ồn ào tại Tây Ban Nha để mọi đồn đoán thắc mắc được giải đáp cụ thể và khách quan nhất. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 4 tháng 8 vừa qua, mạng xã hội dậy sóng vì hình ảnh Minh Béo trong tạo hình Đức Phật được đăng tải trên trang cá nhân của anh này. Vấp chỉ trích nặng nề, Minh Béo mới đây lại có phát ngôn thách thức khán giả, thậm chí còn dọa dẫm, tự kích liễu mình khiến ai cũng phải ngao ngán. Minh Béo đã chính thức lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng vì ồn ào đóng vai Đức Phật. Nam nghệ sĩ hài cho biết, tôi không muốn bàn luận thêm về chuyện này, khi nào vở diễn ra mắt thì mọi người sẽ hiểu. Khi tôi làm một vở diễn thì chỉ quan tâm chính ở khán giả, không quan tâm đến những đánh giá không khách quan. Tôi thấy họ rất vô lý. Nếu là góp ý thì tôi trân trọng, cho phép tôi hỏi có văn bản nào cấm tôi diễn hay có văn bản nào cấm tôi diễn những vai như thế không? Với tôi, khán giả của tôi là những người mua vé chứ không phải là người cào phím. Khi nào vở diễn của tôi ra mắt mà không ai mua vé mới là dạng thất bại. Còn những người vẫn mua vé vào sân khấu xem vở diễn của tôi và có ý kiến góp ý, tôi sẵn sàng đón nhận và tiếp thu. Tôi thật sự không quan tâm dư luận ảo trên mạng. Còn những tin truyền thông quy chụp tôi cũng không dám ý kiến nữa, tôi quá mệt mỏi rồi. Chẳng lẽ tôi phải ... họ mới vừa lòng. Không bàn đến chuyện đã qua, hiện tại tôi hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, sản phẩm nghệ thuật chính chu, cùng các chương trình thiện nguyện giúp đỡ cho cộng đồng. Những chia sẻ của Minh Béo đã khiến mạng xã hội dậy sóng thêm một lần nữa, đa phần cư dân mạng khơi lại quá khứ từng vướng án ấu dâm của nam nghệ sĩ này để kêu gọi thấy chay anh thêm lần nữa. Họ cho rằng Minh Béo đang cố làm trò câu view một cách bất chấp. Sau thời gian dài ở ẩn vì ồn ào chuyện tình cảm, Jack đã có màn comeback nhưng bị khán giả phản ứng, tiếp tục kêu gọi tẩy chay. Hôm qua, cư dân mạng lại được fan xôn xao khi fanpage hơn 2,4 triệu người theo dõi của nam ca sĩ gốc Bến Tre đột nhiên bị đổi tên. Cụ thể, fanpage hơn 2,4 triệu người theo dõi của ca sĩ Jack đột nhiên bị đổi tên thành Jack. Chưa rõ đây là động thái từ giọng ca sóng gió hay cá nhân nào đó cố tình đổi tên fanpage của nam ca sĩ, nhưng ngay khi phát hiện, hàng trăm comment thắc mắc đã xuất hiện ngay dưới bài đăng mới nhất của anh chàng. Trong khi nhiều fan đang hoang mang lo lắng, không rõ sự tình, thì cũng không ít netizen chế nhạo tên của nam ca sĩ sinh năm 1997 này. Có ý kiến còn đoán rằng rất có thể Jack cố tình làm vậy để đánh bóng tên tuổi bản thân. Hiện tại, Jack vẫn chưa lên tiếng gì về vấn đề fanpage bị đổi tên thành Jack này. Cách đây một tháng, Jack chính thức tái xuất làng nhạc với hình ảnh kẻ trộm trong MV Ngôi sao cô đơn. Tuy nhiên, ca khúc mới của anh đã nhận về nhiều ý kiến tiêu cực khi dính nghi vấn đạo nhái sản phẩm của ca sĩ quốc tế. Thế nhưng, đây chỉ là những nghi ngờ của dân mạng, còn chính chủ vẫn giữ im lặng, mặc kệ những lời chê bai. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của Hiếu Thứ Hai và Đoàn Văn Hậu, đều là những người nổi tiếng sinh năm 1999. Hai chàng trai này thời gian qua nhận được sự quan tâm nhiệt tình của công chúng. Điều đặc biệt, Hiếu Thứ Hai và Đoàn Văn Hậu được nhận xét là có nhiều điểm giống nhau, từ ngoại hình đến cả gu người yêu. Khi xuất hiện ở một cuộc thi về rap, Hiếu Thứ Hai đã được chú ý vì làm nhạc hay, có ngoại hình đẹp và tính cách dễ thương. Ngoài ra, khán giả còn nhận xét ngoại hình nam rapper giống với nhiều người nổi tiếng. Gương mặt của Hiếu hào hào giống cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người mẫu Trần Quang Đại. Tuy nhiên, nhiều nét của Hiếu vẫn giống Đoàn Văn Hậu nhiều hơn. Cụ thể về gương mặt, hai chàng trai sinh năm 1999 đều có nụ cười tươi, rạng rỡ. Ở cả Hiếu và Hậu đều toát lên vẻ hiền lành, ấm áp và đáng tin tưởng. Họ mang đến cho người đối diện cảm giác mình là người lành tính để lại nhiều thiện cảm. Ánh mắt của cả hai đều sáng, đen và dài, toát lên vẻ kiên định, ấm áp. Đôi mắt được cho là có phần giống nhau tiếp theo của hai chàng trai này sau nụ cười. Hậu và Hiếu đều sở hữu gương mặt góc cạnh. Bởi thế, khi nhìn thoáng qua, góc mặt họ hào hào giống nhau, sống mũi của cầu thủ sinh năm 1999 và nam rapper cũng cao, tương tự nhau. Về body, hai chàng trai này đều sở hữu chiều cao ấn tượng. Ngoài ra, cơ bắp săn chắc, sống mũi của họ cũng khiến cho các cô gái phải lem lem.
Dù ăn mặc năng động, cá tính hay theo phong cách lịch lãm thì Hiếu Thứ Hai và Đoàn Văn Hậu vẫn rất phong độ, thu hút sự chú ý trước đám đông. Trong đời sống thường ngày, cả hai đều chọn theo style trẻ trung, cá tính và cách ăn mặc của họ cũng khá giống nhau. Ngoài ra, gu người yêu của hai chàng trai sinh năm 1999 cũng được cho là khá giống nhau. Cả hai cô gái của họ đều có da thế khủng, ngoại hình đẹp, thu hút người nhìn. Trong khi Doãn Hải My, bạn gái của Đoàn Văn Hậu, sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo như các hot girl, thì Mỹ Hằng, bạn gái tình đồn của Hiếu Thứ Hai cũng rất xinh đẹp, dịu dàng, thuần khiết. Trong một clip TikTok nhận về hàng vạn lượt xem suốt thời gian qua, người hâm mộ bàn tán xôn xao về cái nắm tay bất ổn của Isaac và Trịnh Thăng Bình, khiến nhiều cô gái trẻ đứng ngồi không yên. Sau đó, ngay tại họp báo ra mắt một sản phẩm mới, Isaac đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích xoay quanh câu chuyện này. Nam ca sĩ cho biết đó là hệ quả của một người nhây và một người thích hùa. Trong hậu trường, tôi và Bình thường nói giỡn, khen nhau đẹp. Bình đề xuất với tôi chuyện cả hai người nắm tay để có cái giật tít. Tôi thấy dễ thương nên đồng ý, ai ngờ clip đó được lan truyền một cách nhanh chóng. Đến lúc Bình phải gửi tin nhắn cho tôi, hiệu quả rồi em, cuối cùng mình cũng quảng bá cho chương trình thành công rồi. Vì vậy, chương trình phải cảm ơn Isaac và Trịnh Thăng Bình nha. Được biết, đoạn clip hai người nắm tay nhau được ghi lại trong hậu trường bộ game show sắp ra mắt. Khoảnh khắc Trịnh Thăng Bình ngồi cạnh Isaac trò chuyện rôm rã, thậm chí cặp đôi còn dành cho nhau cái đăng tay thật chặt, khiến cả Harry Won, Đồng Nhi lẫn Trúc Nhân bị cho ra rìa. Tiếp tục là những tin tức về showbiz thế giới. Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, nam ca sĩ kiêm diễn viên Ngải Thành đã qua đời ở tuổi 40 vào sáng ngày hôm qua. Ngày 17 tháng 8, anh được phát hiện đã rơi xuống cổng ga số 3 của ga tàu điện ngầm Lô Châu và tử vong tại chỗ. Nhiều người cho rằng nam nghệ sĩ này gặp vấn đề tâm lý, thường xuyên kích động, la hét do công việc làm ăn không được suôn sẻ. Sau khi được người dân phát hiện, cảnh sát đã tới nơi phong tỏa hiện trường. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra. Bước đầu, phía cảnh sát xác nhận không có thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy tại hiện trường. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết sao nam xứ Đài Ngải Thành tự tử vì áp lực nợ nần. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc kinh doanh của Ngải Thành thua lỗ, khiến anh lâm cảnh nợ nần lên tới 5 triệu đài tệ, gần 4 tỷ đồng. Trước đó, bạn bè cho biết từng nhiều lần nghe thấy Ngải Thành than vãn về cuộc sống tẻ nhạt và bộc lộ những cảm xúc tiêu cực, chán đời. Một trang tin cho biết nam ca sĩ nhiều lần tự làm đau chính mình, thậm chí còn bò trên mặt đất và liếm chân người khác. Trong những đoạn video do bạn bè đăng tải vào năm 2016, Ngải Thành đột nhiên gục xuống và bắt đầu la hét khiến nhiều người sợ hãi. Ngay sau khi thông tin về sự ra đi của Ngải Thành, nhiều người hâm mộ và các ngôi sao như Lương Tịnh Dư, Tiểu Điềm Điềm đã gửi lời chia buồn tới gia đình nghệ sĩ thông qua mạng xã hội. Ngải Thành sinh năm 1982 tại Malaysia và sau này phát triển sự nghiệp ca hát, diễn xuất ở Đài Loan. Anh còn được biết đến là một trong những giọng hát chính của ban nhạc Bắc Thất. Năm 2020, Ngải Thành kết hôn với Vương Đồng. Hai tuần trước, cặp đôi vừa kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Ngôi sao Chris Game Lee Joon-ji đã nhận được giải nam diễn viên xuất sắc do chính Hiệp hội Phê bình Hollywood bình chọn. Anh đã chiến thắng giải này ở hạng mục phim series trực tuyến. Đáng chú ý, Lee Joon-ji đã giành được giải thưởng danh giá này trước hàng loạt đối thủ nặng ký như Tom Hiddleston, Gary Oldman, Adam Scott hay là Henry Cavill. Giành được giải thưởng danh giá, Lee Joon-jae không quên cảm ơn khán giả trên toàn thế giới đã yêu mến, ủng hộ và giúp anh nhận được một giải thưởng lớn như vậy. Bên cạnh đó, Lee Joon-jae hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong phần 2 của Squid Game sắp ra mắt trong thời gian tới. Trước thông tin này, những người hâm mộ của Lee Joon-jae không khỏi tự hào khi anh là diễn viên châu Á đầu tiên giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại các lễ trao giải lớn của Mỹ, bao gồm giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh SAG lần thứ 28, giải thưởng Critics' Choice Awards, Independent Spirit Awards và Critics' Choice Super Awards. Không những vậy, nam tài tử họ Lee cũng được đề cử ở hạng mục nam diễn viên chính trong phim truyền hình nhiều tập tại lễ trao giải Emmy. Đây được biết đến là một trong những lễ trao giải giành giá nhất. Cặp vợ chồng nổi tiếng đình đám nhất nước Anh đang trở thành tâm điểm của truyền thông. Có tin đồn vợ chồng Beckham và Victoria đang phải đối mặt với khả năng ngồi tù 12 tháng vì để của con gái Harper lái mô tô nước khi chưa đủ tuổi. Vừa qua, gia đình Beckham đã có chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền xa xỉ ngoài khơi đảo Key Biscayne, là một hòn đảo nằm ở hạt Miami-Dade, Florida, Hoa Kỳ. Trong khi vợ chồng Victoria và David Beckham cùng con trai thứ Romeo đang thưởng thức đồ uống và trò chuyện trên thuyền, thì cô con gái Úc Harper Beckham vui vẻ lái mô tô nước.
Thế nhưng, niềm vui của cô bé lại có thể khiến nhị vị phụ huynh bị phạt tiền hoặc tệ hơn là án phạt 12 tháng tù vì làm trái luật của tiểu bang khi cho phép trẻ em dưới 14 tuổi điều khiển mô tô nước. Theo trang Daily Mail, chiếc mô tô nước sau đó bị lật úp. Harper và người phụ nữ đi cùng phải đợi nhân viên cứu hộ đến giải cứu. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến vợ chồng Victoria và David Beckham vô cùng lo lắng. Ngoài ra, thời gian này quả thật không dễ dàng với nhà Beckham khi phải vừa trông nom con cái, vừa gánh vác khoản nợ khủng của thương hiệu thời trang Victoria Beckham. Tụt dốc liên tiếp trong nhiều năm liền, thương hiệu của Victoria Beckham đang mấp mé bờ vực phá sản. Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại trước mắt, nhà thiết kế 48 tuổi vẫn lạc quan và kiên trì với đứa con tinh thần của mình, đồng thời liên tục cho ra mắt các dòng sản phẩm làm đẹp khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyện showbiz ngày hôm nay. Thu Thảo xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin hot nhất, mới nhất về các nghệ sĩ trong nước và quốc tế trong chương trình giải trí ngày thứ ba tuần tới và trong khung giờ quen thuộc là 19:30. Còn bây giờ Thu Thảo xin kính chào tạm biệt.